Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông. Thì mình tên là Kiều Trang. Hôm nay thì mình rất vui được trở lại với chương trình. Thì cái chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn đó là trả lời theo cầu của bạn đọc. Thì hôm nay mình xin trả lời toàn bộ 33 câu mà em Triệu Thái Long đã yêu cầu mình chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn nhé. Cái chia sẻ hôm nay đó thì thật ra nó hơi dài một chút, nhưng mà xin quý anh chị và các bạn cố gắng theo dõi nhé. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Câu thứ nhất, thí dụ như ta muốn nói: trời ơi, ghét ghê luôn á, mưa to kiểu này sao mà về được trời. Mưa gì mà mưa tầm tã, nãy giờ chưa chịu dứt. Tôi mà về mắc mưa to vậy, dễ bị mắc bệnh lắm. Thì người Hồng Kông sẽ nói như thế này nè quý anh chị và các bạn: thí na hữu thủ di ma, lọt câm tài dựa, tiệm phán úc khỉ a thiến. Lọt dựa, lọt câm tài, tu với cá tú thành, ngõ phán úc khỉ diêu lầm, tài dựa cẩm nhãn, hữu dùng gì bàn. Thiến a hữu thủ diêm a, lọt câm tài dựa, tiệm phán úc khỉ a thiến. Lọt dựa, lọt câm tài, tu dí cá tú thành, ngõ phán úc khỉ diêu lầm, tài dựa cẩm nhãn, hữu dùng gì bàn. Hữu a hữu thủ di ma, lọt câm tài dựa, tiệm phán úc khỉ a thiến. Lọt dựa, lọt câm tài, tu dí cá tú thành, ngõ phá ô khỉ diêu lầm câm tài dựa cẩm nhãn, hữu dùng gì bàn. Thiến a hữu thủ di ma, lọt câm tài dựa, tiệm phá ô khỉ a thiến. Lọt dựa, lọt câm tài, tu dí cá tú thành, ngõ phá ô khỉ diêu lầm câm tài dựa cẩm nhãn, hữu dùng gì bàn. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích ha quý anh chị và các bạn. Thiến a có nghĩa là mình kêu trời ơi. Hữu thủ diêm a, ghét ghê luôn á. Hữu thủ diêm a có nghĩa là ghét ghê luôn á. Thủ diêm có nghĩa là ghét á ha quý anh chị và các bạn. Không biết có còn nhớ không, hồi mấy cái lúc trước mình có chia sẻ rồi đó. Hữu thủ diêm a, hữu thủ diêm a có nghĩa là ghét ghê luôn á. Lọt câm tài dựa, lọt câm tài dựa có nghĩa là mưa to kiểu này. Tiệm phán úc khỉ, tiệm phán úc khỉ có nghĩa là sao mà về được. Chơi úc khỉ là nhà ha quý anh chị các bạn. Tiệm phán chứ là làm sao, là làm cách nào mà về nhà được. Tiệm phán úc khỉ chứ là sao về nhà được. Lọt dựa, lọt câm tài, lọt dựa, lọt câm tài có nghĩa là mưa gì mà mưa tầm tã, chứ là sao mà mưa to thế này. Nó cũng có nghĩa là như vậy ha quý anh chị các bạn. Ta tiếp tục: tu dí cá tú thành, tu dí cá tú thành, tu dí cá có nghĩa là tới giờ, từ nãy tới giờ. Tú có nghĩa là cũng, thành chứ là thành á là ngân, thành là chưa có ngân, có nghĩa là chưa dứt. Tu dí cá tú thành có nghĩa là nãy giờ chưa chịu dứt. Ngõ phán úc khỉ, ngõ phán úc khỉ, tôi về nhà.
diêu lầm câm tài dự. Diêu lầm câm tài dự có nghĩa là mắc mưa to. Cẩm giỡn, cẩm giỡn có nghĩa là thế này. Ngọ phán út khỉ diêu lầm câm tài dự cẩm giỡn có nghĩa là tôi mà về mắc mưa to như vậy. Hữu dùng gì bèn, bèn cái là bệnh á, có nghĩa là bệnh. Hữu dùng gì chứ là rất là dễ. Hữu dùng gì bèn có nghĩa là dễ bị mắc bệnh. Ha, quý anh chị và các bạn lầu gì ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại toàn câu. Thiến a, hữu thủ diêm a, lọt câm tài dự, tiệm pháo khỉ a thiến. Lọt dự, lọt câm tài, tôi với cá tốn mình thèn. Ngọ pháo khỉ, diêu lầm câm tài dự, cẩm giỡn. Hữu dòn gì bàn, có nghĩa là trời ơi ghét ghê luôn á. Mưa to kiểu này, sao mà về được trời. Mưa gì mà mưa tầm tã, nãy giờ chưa chịu dứt. Tôi mà về mắc mưa như thế này, dễ bị mắc bệnh lắm. Rồi bây giờ ta tiếp tục câu số 2 ha quý anh chị và các bạn. Ví dụ như ta muốn nói, có lần tôi mắc một trận mưa lớn, về bệnh liệt giường cả tuần lễ không hết luôn, thì người ta sẽ nói như thế nào? Thì ta, người ta sẽ nói là dậu dách chi ngọ lầm tài dự phán tu út khỉ chầu bàn tắc hổ trộn diêu hãy chớn tròn tù phanh sình co xính khì tú mì hổ dậu dách chi ngọ lầm tài dự phán tu út khỉ chầu bàn tắc hổ trộn diêu hãy chớn tròn tù phanh sình co xính khì tú mì hổ. Dậu dách si ngọ lầm tài dự phán tổ út khỉ chờ bàn tắc hổ trộn diêu hãy chớn tròn tù phanh sình co xính khì tú mì hổ. Dậu dách si ngọ lầm câm tài dự phán tổ út khỉ chào bàn tắc hổ trộn diêu hãy chớn tròn tù phanh sình co xính khì tú mì hổ. Có ý nghĩa là có lần tôi mắc một trận mưa lớn, về bệnh liệt giường cả tuần lễ không hết luôn. Cảm quý anh chị và các bạn lưu ý cái cách nói của người ta ha. Rồi bây giờ ta tiếp tục. Thí dụ như ta muốn nói, hên mà có bạn giúp tôi á, chứ không tôi không biết phải làm thế nào. Thiệt ngại quá, không biết sao để đền ơn bạn đây. Thì người ta sẽ nói như thế này nè quý anh chị và các bạn. Hữu chổi dậu lị bón ngọ a, dìu cỏ hầy ngọ tố chí tiểm trù chánh hầy hữu di xí chí tiểm giỡn bổ tạp lị hữu. Hữu chổi dậu lị bón ngọ a, dìu cỏ hầy ngọ tố chí tiểm trù chánh hầy hữu di xí chí tiểm giỡn bổ tạp lệ hữu. Hữu chổi dậu lị bón ngọ a, dìu cỏ hầy ngọ tố chí tiểm giỡn trù chánh hầy hữu di xí chí tiểm giỡn bổ tạp lệ hữu. Hữu chổi dậu lị bón ngọ a, dìu cỏ hầy ngọ tố chí tiểm trù chánh hầy hữu di xí chí tiểm giỡn bổ tạp lị hữu. Có nghĩa là hên mà có bạn giúp tôi á, chứ không tôi không biết phải làm thế nào. Thiệt ngại quá, không biết sao để đền ơn bạn đây. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào giải thích ha quý anh chị và các bạn.
Hổ chọi. Hổ chọi có nghĩa là hên mà. Có chọi cũng có xì giấm hả quý anh chị các bạn. Dậu lỵ bón ngọ a. Dậu lỵ bón ngọ a có nghĩa là có bạn giúp tôi. Dậu có nghĩa là có bạn, có nghĩa là lỵ, bón có nghĩa là giúp, ngọ có nghĩa là tôi. Dậu lỵ bón ngọ có bạn giúp tôi. Dừa cỏ hầy, dừa cỏ hầy chứ không, hay là nếu không. Ngọ tốm chí tiểm trầu. Ngọ tốm chí tiểm trầu có nghĩa là tôi không biết phải làm thế nào. Ngọ là tôi, tú chí là không biết, tiểm giỡn trù, tiểm giỡn có nghĩa là thế nào, trù là làm, tiểm giỡn trù là có nghĩa làm thế nào. Ngọ chí tiểm giỡn trù, ngọ chí tiểm giỡn trù có nghĩa là tôi không biết phải làm thế nào. Tiếp tục, chánh hài hữu di xí, chánh hài hữu di xí thì có nghĩa là thiệt ngại quá. Chí tiểm giỡn, chí tiểm giỡn có nghĩa là không biết sao để làm cái gì đó cho bạn đây. Hai quý anh chị và các bạn, bủ tạp có nghĩa là đền ơn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Hổ chọi, dậu lỵ bón ngọ a, dừa cỏ hầy, ngọ tốm chí tiểm giỡn trù, chánh hài mẫu di xí, chí tiểm giỡn bủ tạp lỵ hữu. Hữu chọi, dậu lỵ bón ngọ a, dừa cỏ hầy, ngọ tốm chí tiểm giỡn trù, chánh hài mẫu di xí, chí tiểm giỡn bủ tạp lỵ hữu. Có nghĩa là hên mà có bạn giúp tôi á, chứ không tôi không biết phải làm thế nào, thiệt ngại quá, không biết sao để đền ơn bạn đây. Ha quý anh chị và các bạn lưu ý. Câu này hay nè quý anh chị và các bạn. Thí dụ như ta muốn nói thôi mà, có sao đâu bạn, đều là con người với nhau cả mà, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn là điều nên làm thôi. Thì người Hồng Kông người ta cũng nói như thế này nè quý anh chị và các bạn. Xuyên lá mũ sổ quầy ke, tài cá tú hầy dành, hãy hoàn nàn vù sớm bón trò, hầy dính cối trù ke. Xuyên lá mụ xỏ quầy ke, tài cá tú hầy dành, hãy hoàn nàn vù sớm bón trò, hầy dính cối trù ke. Xuyên lá mụ xỏ quầy ke, tài cá tú hầy dành, hãy hoàn nàn vù sớm bón trò, hầy dính cối trù ke. Xuyên lá mụ sổ bài ke, tài cá tú hầy dành, hãy hoàn nàn vù sớm bón trò, hầy dính cối trù ke. Có nghĩa là thôi mà, có sao đâu bạn, đều là con người với nhau cả mà, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn là điều nên làm thôi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào giải thích ha quý anh chị và các bạn. Xuyên lá có nghĩa là thôi mà. Mụ xỏ quầy ke, mụ xỏ quầy ke có nghĩa là có sao đâu bạn. Tài cá tú hầy dành, tài cá có nghĩa là chúng ta mọi người, có nghĩa là như thế. Tú là cũng, là điều, hầy là dành là người. Tài cá tú hầy dành có nghĩa là đều là con người với nhau cả mà, ha quý anh chị và các bạn. Rồi bây giờ ta tiếp tục. Hãy, hãy có nghĩa là cái lúc á, hãy có nghĩa là lúc á, ở một cái thời điểm nào đó đó, thí dụ như là như vậy là hãy, tức là ở một cái thời điểm nào đó hay là cái lúc nào đó. Hoàn nàn, hoàn nàn có nghĩa là hoạn nạn, ha quý anh chị và các bạn. Hoàn nàn có nghĩa là hoạn nạn.
Vù sáng bón trò, vù sáng bón trò. Bón trò có nghĩa là giúp đỡ. Vù sáng bón trò có nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau ha quý anh chị và các bạn. Vù sáng bón trò có nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau. Cái câu này người ta cũng hay thường nói để mà an ủi một ai đó trong những cái lúc khó khăn. Dính hay dính cối trù ke, hay là dính cối là nên, trù ke là làm. Hay dính cối trù ke là điều nên làm thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại toàn câu ha quý anh chị và các bạn. Xuyên lá mũ sổ hoài ke, tài cá tú hài dành, hãy hoàn nàn ngủ sớm bón trò, hay dính cối trù ke. Xuyên lá mũ sổ hoài ke, tài cá tú hài dành, hãy hoàn nàn ngủ sớm bón trò, hay dính cối trù ke. Có nghĩa là thôi mà, có sao đâu bạn, đều là con người với nhau cả mà, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn là điều nên làm thôi. Rồi bây giờ ta tiếp tục câu số 5 ha quý anh chị và các bạn. Dành lầy ke, dòng hầy sành xín, biến co mụ trù cho xì, khuyết điểm lị ẩm hữu thai chì cha. Dành lầy ke, dòng hài sành xín, biến co mũ trù co cho xì, khuyết điểm lị ẩm hữu thai chì cha. Dành lầy ke, dòng hài sành xín, biến co mũ trù co cho xì, khuyết điểm liềm hữu thai chì cha. Dành lì ke, dòng hài sành xín, biến co mụ trù co cho xì, khuyết điểm lì ẩm hữu thai chì cha. Có nghĩa là con người mà, chứ phải thần thánh đâu, ai mà chẳng có sai lầm, khuyết điểm. Bạn không nên trách bản thân quá. Thì bây giờ ta cùng nhau giải thích ha quý anh chị và các bạn. Dành lầy ke, dành lì ke, chúng ta có hai cái âm đọc, hai âm nào cũng được ha quý anh chị các bạn. Dành lì ke, dành lầy ke, cái nào nó cũng có nghĩa như nhau. Con người mà, giàu hầm hầy, giàu hầm hầy, chứ phải sành xín, có nghĩa là thần thánh. Dòng hay sành xín, chứ phải thần thánh đâu, nó có ý nghĩa là như vậy ha quý anh chị các bạn. Biến co có nghĩa ai, ai mà biến co là ai. Mụ trù co cho xì, cho xì chắc là sai lầm á ha quý anh chị các bạn. Trù cho xì có nghĩa là trù, chắc có nghĩa là sai lầm. Biến co mụ trù co cho xì, biến co mụ trù co cho xì. Co cho đó tôi hay dạo xì giấm ha quý chị và các bạn, không có đọc so mà cũng không có đọc to, hay cho ha quý chị và các bạn cũng luyện ha. Cái âm này là cái âm cũng hơi khó đọc. Tiếp tục, khuyết điểm. Khuyết điểm có nghĩa là khuyết điểm. Nó cũng giống cái âm tiếng Việt của mình ha quý anh chị các bạn. Khuyết điểm có nghĩa là khuyết điểm. Lị là ngọ, ẩm hữu chứ là không nên, chì cha chứ là trách bản thân. Thai có nghĩa là quá, thai chì cha có nghĩa là trách bản thân quá. Rồi bây giờ ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Dành lầy ke, dòng hài sành xín, biến co mũ trù cho xì, khuyết điểm liềm hữu thai chì chạc. Dành lầy ke, dòng hài sành xín, biến co mũ trù co cho xì, khuyết điểm liềm hữu thai chì chạc. Có nghĩa là con người mà,
Chứ phải thần thánh đâu, ai mà chẳng có sai lầm, khuyết điểm. Bạn không nên tự trách bản thân mình quá. Thì cái câu này rất là hay quý anh chị các bạn. Khi mà chúng ta muốn an ủi ai một điều gì đó đó, thì chúng ta nói cái câu này thì làm cho cái người đối phương đó, người ta nghe cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào ha quý anh chị và các bạn. Rồi bây giờ ta tiếp tục câu số 6 ha quý anh chị và các bạn. Thí dụ như ta muốn nói: tôi không hứa trước hay là hứa chắc đâu nha, nhưng tôi tận hết khả năng để giúp bạn. Thì người Hồng Kông người ta sẽ nói là: ngọ ầm dính sèn chiều ca tan hay ngọ quỷ trùn lực bón lệ. Ngọ ầm dính sèn chiều ca tan hay ngọ quỷ trùn lực bón lệ. Ngọ ầm dính sèn chiều ca tan hay ngọ quỷ trùn lực bón lệ. Có nghĩa là tôi không hứa trước hay là hứa chắc đâu nha, nhưng tôi tận hết khả năng để giúp đỡ bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào giải thích. Ngọ có nghĩa là tôi, ầm có nghĩa là không, dính sình có nghĩa là hứa. Tôi không hứa trước có nghĩa là ngọ ầm dính sình trừ ca tan hay có nghĩa là nhưng mà. Ngọ là tôi, quỵ, quỵ là sẽ, trần lực, trần lực có nghĩa là dùng hết khả năng của mình, trần lực dùng hết khả năng, bón là giúp, lị là bạn. Ngọ quỵ trần lực bón lị có nghĩa là tôi sẽ tận hết khả năng để giúp bạn. Thì cái câu này cũng rất là hay quý anh chị và các bạn. Thường thường đó, người ta cũng thường hay nói cái câu này lắm. Bây giờ chúng ta đọc lại nguyên câu: ngọ ầm dính sình chừa ca tan hay ngọ quỷ trùn lực bón lệ. Ngọ ầm dính sình chừa ca tan hay ngọ quỷ trùn lực bón lệ. Dính sình trừ ca, ngoài ra còn có cái câu khọt dình. Khọt dình có nghĩa là hứa chắc, chắc chắn. Khọt dình là chắc chắn quý anh chị các bạn ha. Thí dụ như ta muốn nói tôi không hứa chắc đâu nha, thì có nghĩa là ngọ ầm khọt dình trừ ca, ngọ ầm khọt dình trừ ca. Rồi tiếp tục câu số 7 ha quý anh chị các bạn. Ní tù lọt dựa tịch sủi hữu càng, sình chán thổi sắp sai, ngọ tì bún hôi cỏ miền chán thổi sọ lá. Ai à hữu tung a tung tu tả lạng chanh. Ní tù lọt dựa tịch sủi hữu kình, sình chán thổi sắp sai, ngọ tì bún hôi cỏ miền chán thổi trọ lá. Ái a hữu tung a tung tu tả lạng chanh. Lý tù lọt dựa tịch sủi hữu kình, sình chán thổi sắp sai, ngọ tì bún hôi cỏ miền chán thổi sọ lá. Ái à hữu tùng à tung tu tả lạng chanh. Ní tù lọt dựa tịch sủi hữu kình, sình chán thổi sắp sai, ngọ tì bún hôi cỏ miền chán thổi sọ lá. Ái à hữu tùng à tung tu tả lạng chanh. Có nghĩa là chỗ này mưa dột quá, ướt hết cả bàn luôn rồi, chúng ta chuyển qua bàn bên kia ngồi đi. Ôi lạnh cả người luôn, lạnh run người luôn. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào giải thích ha quý anh chị và các bạn. Ní tù có nghĩa là chỗ này, lọt dựa có nghĩa là mưa, tịch sủi có nghĩa là dột. Lọt dựa tịch sủi có nghĩa là mưa dột,
hữu kình với là quá. Ní tù lọt dự tịch sủi hữu kình. Ní tù lọt dự tịch sủi hữu kình có nghĩa là chỗ này mưa dột quá. Sình chán thổi sắp sai. Sình chán thổi sắp sai. Chán thổi có nghĩa là cái bàn. Sắp sai có nghĩa là ướt, ướt hết. Sình chán thổi sắp sai. Ướt hết cả bàn luôn rồi. Nó có nghĩa là như vậy ha quý anh chị và các bạn. Rồi ta tiếp tục. Ngọ tì là chúng ta. Bún. Bún có nghĩa là dời. Bún hơi có nghĩa là dời đi. Cỏ chán thổi. Cỏ chán thổi là cái bàn bên kia. Cỏ chán thổi là cái bàn bên kia. Chọ là ngồi. Đi có nghĩa là lá. Ngọ tì bún hơi cỏ miền chán thổi chọ lá có nghĩa là chúng ta chuyển qua bàn bên kia ngồi đi. Ôi có nghĩa là ái a. Ái a có nghĩa là ôi. Cái những cái tiếng mà mình hay than thở á, người ta dùng ái a. Hủ tung a. Hủ tung a chắc là lạnh cả người luôn. Hủ tung chắc là rất là lạnh. Hủ tung a có nghĩa là lạnh cả người luôn. Tung có nghĩa là lạnh. Tung tu chính là lạnh đến nỗi. Tả lạng chanh có nghĩa là run người. Tả lạng chanh có nghĩa là run ha quý anh chị và các bạn. Lạnh run người có nghĩa là tung tu tả lạng chanh. Tung tu tả lạng chanh có nghĩa là lạnh run người luôn. Bây giờ ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Ní tù lọt dự tịch sủi hữu kình. Sình chán thổi sắp sai. Ngọ tì bún hôi cỏ mìn chán thổi chọ lá. Ái a hữu tung a. Tung tu tả lạng chanh có nghĩa là chỗ này mưa dột quá, ướt hết cả bàn luôn rồi. Chúng ta chuyển qua bàn bên kia ngồi đi. Ôi lạnh cả người luôn. Lạnh run người luôn. Ha quý anh chị và các bạn lưu ý cái cách nói với người ta ha. Đây là những cái câu nói mà các bạn có thể nói ngay luôn, chứ không phải là sửa đổi hay là cái gì hết. Các bạn cứ nói trực tiếp là có thể người ta sẽ hiểu liền. Rồi bây giờ ta tiếp tục tới câu số 8. Thí dụ như mình muốn nói bạn có chắc làm được không đó, thì người ta sẽ nói như thế này nè quý anh chị và các bạn. Lị dậu mụ bản ngát trù tắc tu a. Lị dậu mụ bản ngát trù tắc tu a. Lị dậu mụ bản ngát trù tắc tu a. Lị dậu mụ bản ngát trù tắc tu a có nghĩa là bạn có chắc làm được không đó. Thì bây giờ ta cùng nhau giải thích quý anh chị và các bạn. Cái câu này thì nó ngắn cho nên đơn giản cũng dễ thuộc luôn. Lị là bạn. Dậu là có. Bản ngát có nghĩa là chắc. Bản ngát có nghĩa là chắc, chắc chắn. Trù có nghĩa là làm. Tắc tu có nghĩa là được. Bây giờ ta hỏi lại toàn câu. Lị dậu mụ bản ngát trù tắc tu a. Lị dậu mụ bản ngát trù tắc tu a có nghĩa là bạn có chắc làm được không đó. Rồi bây giờ ta tiếp tục. Ví dụ như người đó nếu mà chắc chắn thì người ta sẽ trả lời là lị phân xăm la ngồi giấc tình trù tu. Lị phân xăm la ngồi giấc tình trù tu có nghĩa là bạn cứ yên tâm, tôi sẽ làm được. Còn như nếu trong cái trường hợp này đó, thì người bạn này trả lời là hên xui hà, để tôi thử xem sao. Thì người ta sẽ nói như thế nào? Thì người ta sẽ nói như thế này. Câu số 9 hả quý anh chị và các bạn. Bọt hạ hoành hy tẳng ngọ si dắt si thảy hạ tiểm.
bọt hạ hoành hy tẳng ngọ si dắt si thảy hạ điểm. Bọt hạ hoành hy tẳng ngọ si dắt si thảy hạ điểm. Bọt hạ hoành hy tẳng ngọ si dắt si thảy hạ điểm có nghĩa là hên xui hà, để tôi thử xem sao. Thì bây giờ ta đi vào giải thích. Bọt hạ hoành hy, bọt hạ hoành hy có nghĩa là hên xui hà, hoành hy có nghĩa là may mắn ha quý anh chị các bạn. Bọt hạ có nghĩa là mình phải cũng không có biết, mình giống như mình đi mua tờ vé số vậy đó, mình không biết là có trúng hay không. Trúng thì mình giàu to, còn không trúng thì cũng không có sao, thì có nghĩa là hên xui. Bọt hạ hoành hy có nghĩa là hên xui ha quý anh chị và các bạn. Tẳng ngọ có nghĩa là để tôi. Si dắt si, si dắt si có nghĩa là thử. Thảy là xem. Thảy hạ tiệm có nghĩa là xem sao. Rồi ta bây giờ đọc lại nguyên câu. Bọt hạ hoành hy tẳng ngọ si dắt si thảy hạ tiệm. Bọt hạ hoành hy tẳng ngọ si dắt si thảy hạ tiệm hên xui hà, để tôi xem thử sao. Rồi bây giờ tới câu số 10. Cái chỗ này là một cái phần đàm thoại nhỏ, các bạn có thể học thuộc. Cái đến lúc cuối bài học á, thì sẽ có phần đàm thoại cho các bạn nghe nhé. Thì cái câu số 10, thí dụ như ta muốn nói: bạn xong chưa á? Tôi chuẩn bị tới rồi đó, khoảng chừng 15 phút nữa. Bạn chuẩn bị đi là vừa. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Lị cảo tìm mì a, ngọ chuẩn bị tu la. Tài giấc sập ẩm phánh chúng hầu. Lị chuẩn bị tình chầu thá ẩm tó la. Lị cảo tìm mì a, ngọ chuẩn bị tu la. Tài giấc sập ẩm phánh chúng hầu. Lị chuẩn bị tình chầu thá ẩm tó la. Lị cảo tìm mì a, ngọ chuẩn bị tu la. Tài giấc sập ẩm phánh chúng hầu. Lị chuẩn bị tình chầu thá ẩm tó la. Lị cảo tìm mì a, ngọ chuẩn bị tu la. Tài giấc sập ẩm phánh chúng hầu. Lị chuẩn bị tình chầu thá ẩm tó la. Có nghĩa là bạn xong chưa á? Tôi chuẩn bị tới rồi đó, khoảng chừng 15 phút nữa. Bạn chuẩn bị đi là vừa. Rồi bây giờ tôi cùng nhau giải thích ha quý anh chị các bạn. Lị có nghĩa là bạn, cảo tìm có nghĩa là xong, chưa là mì, a là á. Lị cảo tìm mì a, lị cảo tìm mì a có nghĩa là bạn xong chưa á. Ngọ là tôi, chuẩn bị có nghĩa là chuẩn bị. Hai cái âm đó cũng giống nhau ha quý anh chị các bạn. Tiếng Hồng Kông thì đọc là chuẩn bị, chuẩn bị. Còn Việt Nam mình là chuẩn bị, nó cũng giống với nhau thôi ha. Các bạn lưu ý. Tu la, tu có nghĩa là tới, là đến. La có nghĩa là rồi đó. Cái âm như thế đó anh chị các bạn. Ngọ chuẩn bị tu la. Ngọ chuẩn bị tu la có nghĩa là tôi chuẩn bị tới rồi đó. Tài giấc có nghĩa là khoảng chừng. Sập ẩm phánh chúng. Sập ẩm phánh chúng có nghĩa là 15 phút. Hầu có nghĩa là 15 phút nữa, chứ là 15 phút sau. Hầu là sau hả quý anh chị các bạn. Tài giấc sập ẩm phánh chúng hầu có nghĩa là khoảng 15 phút nữa. Bạn là lị, lị là bạn. Chuẩn bị có nghĩa là chuẩn bị. Chuẩn bị tình có chuẩn bị đi. Chuẩn bị tình có nghĩa là kêu cái người bạn chuẩn bị đi.
là vừa có nghĩa là chầu tham to là chầu tham to là tham to là vừa hai quý anh chị và các bạn lấy chuẩn bị tình chầu tham to là rồi bây giờ ta cùng nhau đọc lại nguyên câu lấy cáo tiền mì a ngó chuẩn bị tu là tại do sợ phán chúng hầu lấy chuẩn bị tình chầu tham to là có nghĩa là bạn xong chưa á? Tôi chuẩn bị tới rồi đó, khoảng chừng 15 phút nữa. Bạn chuẩn bị đi là vừa. Ngoài cái câu tôi chuẩn bị tới rồi đó, ngọ chuẩn bị tu la, thì ngoài ra chúng ta muốn nói tôi sắp sửa tới rồi đó. Tôi sắp sửa tới rồi đó, sắp sửa. Có cái từ là chầu phai. Chầu phai. Chào phai có nghĩa là sắp sửa ha quý anh chị các bạn, cũng có thể nói như thế này. Ngọ chào phai tu la. Tôi sắp sửa tới rồi đó. Hay là ngọ chuẩn bị tu la. Tôi chuẩn bị tới rồi đó. Nó cũng có ý nghĩa tương tự ha quý anh chị và các bạn, cũng lưu ý người ta có hai cách nói. Rồi khi mà người bạn đối phương nó nghe bạn mình gọi điện thoại nói cho mình như thế thì mình sẽ trả lời như thế nào? Thí dụ như mình nói là rồi rồi, bây giờ tôi tranh thủ tắm rồi thay quần áo không để bạn đợi lâu, thì người Hồng Kông sẽ nói như thế này: tát la ngồi dưới cá lắm chịu hôi chúng là dìn hầu quần xám bụi lèn lì tặng hủ lòi. Tát la ngọ dí cá lắm chịu hôi chúng là dìn hầu quần xám diêu lèn lệ tặng hổ lòi. Tắc la ngọ dí cá lắm trừ hôi chúng làng dìn hầu quần xám bụi lèn lệ tặng hổ lòi. Tắc la dí cá ngọ lắm trừ hôi chúng làng dìn hào quần xám bụi lèn lì tẳng hủ lòi, có nghĩa là rồi rồi, bây giờ tôi tranh thủ tắm rồi thay quần áo không để bạn đợi lâu đâu. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào giải thích ha quý anh chị và các bạn. Tắc la có nghĩa là rồi rồi, bây giờ có nghĩa là gì cá có nghĩa là bây giờ ha quý anh chị và các bạn. Ngọ là tôi, lắm chừa hôi có nghĩa là tranh thủ, lắm chừa hôi chứ là mình muốn làm một cái gì đó trước hết thì có nghĩa là tranh thủ ha. Chúng là có nghĩa là tắm. Dìn hầu sau đó. Dìn hầu có nghĩa là sau đó, chứ là cái bước kế tiếp. Dìn hầu là cái bước kế tiếp, là có nghĩa là sau đó, có nghĩa là rồi. Quần có nghĩa là thay. Thay quần áo là quần xám. Dìn hầu quần xám có nghĩa là thay quần áo. Mà người Hồng Kông người ta đặc biệt lắm, mình lưu ý mình không có nghe người ta nói là quần xám phu. Phu là quần á quý anh chị và các bạn, nhưng mà người ta chỉ nói đơn giản là quần xám là đại diện cho thay quần áo, chứ không có nói quần xám phù. Nên quý anh chị và các bạn cũng lưu ý cách nói đơn giản của người ta ha. Rồi, tiếp tục. Bụi lèn lì tẳng hủ lòi. Bụi lèn lì tẳng hủ lòi có nghĩa là không để cho bạn đợi lâu. Tẳng có nghĩa là đợi ha quý anh chị và các bạn. Hủ lòi có nghĩa là lâu, lòi có nghĩa là lâu, hủ lòi có nghĩa là rất lâu. Bụi lèn lì tẳng hủ lòi có nghĩa là không để cho bạn đợi rất lâu. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Tắc la ngồi dưới cá lắm chừa hôi chúng làng dìn hầu quần xám bụi lèn lì tẳng hủ lòi. Tắc la ngồi dưới cá lắm chừa hôi chúng làng dìn hầu quần xám bụi lèn lệ tặng hổ lòi, có nghĩa là rồi rồi, bây giờ tôi tranh thủ tắm rồi thay quần áo không để cho bạn đợi lâu. Rồi 15 phút sau
hai người bạn gặp nhau ha quý anh chị và các bạn, thì người này gặp người kia sẽ nói là ái chà, bạn tới lâu chưa? Thì người Hồng Kông người ta cũng nói là ái à, lị tu chỗ hữu loại, ái à, lị tu chỗ hữu loại, ái à, lị tu chỗ hữu loại, ái a lị tu chỗ hữu loại, có nghĩa là ái chà, bạn tới lâu chưa. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích ha quý anh chị các bạn. Ái a có nghĩa là ái chà, lị là bạn, tu là tới, tu chỗ là đã tới, hữu loại có nghĩa là lâu, dấu hỏi là chưa. Ái a lị tu chỗ hữu loại có nghĩa là ái chà, bạn tới lâu chưa. Thì người đối phương nghe bạn mình hỏi như thế thì sẽ đáp lại là cũng vừa mới tới thôi, bạn cũng rất đúng giờ đó chứ. Thì người Hồng Kông người ta cũng nói là tú hài ngám ngám tu chế lị tú hữu chuẩn xì quò, tú hài ngám ngám tu chế lị tú hữu chuẩn xì quò, tú hài ngám ngám tu chế lị tú hữu chuẩn xì quò, tú hài ngám ngám tu chế lị tú hữu chuẩn xì quò, tú hài ngám ngám tu chế lị tú hữu chuẩn xì quò, có nghĩa là cũng vừa mới tới thôi, bạn cũng rất đúng giờ đó chứ. Bây giờ ta cùng nhau giải thích ha quý anh chị các bạn. Tú có nghĩa là cũng, hay ngám ngám cũng vừa mới, tu là tới, ché có nghĩa là thôi hay là cái gì đó, những cái âm như vậy ha quý anh chị các bạn. Tú hay ngám ngám tu ché có nghĩa là cũng vừa mới tới thôi. Lị có nghĩa là bạn, tú có nghĩa là cũng, chuẩn xì, chuẩn xì, chuẩn xì có nghĩa là đúng giờ, hữu chuẩn xì có nghĩa là rất đúng giờ, quơ có nghĩa là đó chứ. Tú hài ngám ngám tu chê lị tú hữu chuẩn xì quơ có nghĩa là cũng vừa mới tới thôi, bạn cũng rất đúng giờ đó chứ. Rồi, ta tiếp tục. Cái người bạn đó nghe bạn mình khen, nghe bạn mình nói à bạn cũng đúng giờ quá chứ, thì cái người bạn đó khẳng định mình là tôi lúc nào mà chẳng đúng giờ. Thì người ta sẽ nói như thế nào? Ngọ bắt lâu tu cầm chuẩn xì ca la, ngọ bắt lâu tu cầm chuẩn xì ca lá, ngọ bắt lấu tú cầm chuẩn xì ca lá, ngọ bắt lấu tú cầm chuẩn xì ca lá, ngọ bắt lấu tú cầm chuẩn xì ca lá, có nghĩa là tôi lúc nào mà chẳng đúng giờ. Thì thật ra thì người Hồng Kông đó quý anh chị các bạn, người ta cũng rất là đúng giờ. Thí dụ như người ta hẹn ai đó thí dụ như hẹn 3 giờ chiều thì người ta sẽ 3 giờ chiều là người ta sẽ có mặt rồi quý anh chị các bạn. Đa số là như vậy đó, người ta sợ bạn bè mình đợi. Rồi bây giờ ta nhanh nhanh giải thích thôi quý anh chị các bạn. Ngọ là tôi, bắt lấu tú cầm, bắt lấu tú cầm có nghĩa là lúc nào mà chẳng cái gì đó. Chuẩn xì có nghĩa là đúng giờ, chuẩn xì là đúng giờ hả quý anh chị các bạn. Phán cúng hữu chuẩn xì, phán cúng hữu chuẩn xì có nghĩa là đi làm rất đúng giờ. Rồi bây giờ ta tiếp tục. Hai người bạn gặp nhau xong rồi người ta sẽ hỏi cái gì? Thì trong trường hợp này thì người ta hỏi bây giờ chúng ta đi uống quán nào đây, vẫn chỗ cũ chứ hả? Thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Thì chúng ta sẽ hỏi là dí cá
Ngọ tỳ hôi biến cán dẫm, tú hài lụ tỳ phón. Dí cá ngọ tỳ hôi biến cán dẫm, tú hài lụ tỳ phón. Dí cá ngọ tỳ hôi biến cán dẫm, tú hài lụ tỳ phón. Dí cá ngọ tỳ hôi biến cán dẫm, tú hài lụ tỳ phón. Dí cá ngọ tỳ hôi biến cán dẫm, tú hài lụ tỳ phón. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đi quán nào uống đây, dẫn chỗ cũ chứ hả? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích hả quý vị và các bạn. Dí cá có nghĩa là bây giờ. Dí cá chúng ta cũng có thể đọc là dì cá ha quý anh chị các bạn. Dí cá, dì cá nó cũng giống nhau, nó cũng có nghĩa là bây giờ, nhưng mà tùy theo cái âm điệu. Có những cái lúc thì chúng ta đọc dì cá, có những lúc chúng ta đọc dí cá, không sao cả ha quý anh chị các bạn. Miễn như mình thuận cái miệng thôi, cái miệng của mình đọc quá mà nghe thuận thì mình cứ đọc. Ngọ tì có nghĩa là chúng ta, hôi có nghĩa là đi, biến cán, biến cán có nghĩa là quán nào, dẫm có nghĩa là uống. Dí cá ngọ tì hôi biến cán dẫm có nghĩa là bây giờ chúng ta đi uống quán nào. Tú hầy, tú hầy có nghĩa là vẫn là, cũng là. Lụ tì phón, lụ tì phón có nghĩa là cái chỗ cũ. Lụ tì phón có nghĩa là chỗ cũ, là cái chỗ này là hai người hay là nhiều người đã từng đến rồi và cũng đã rất là quen thuộc và cũng thường hay đến, thì người ta sẽ gọi là lụ tì phón. Lụ tì phón có nghĩa là chỗ cũ. Nói tới cái địa điểm này thì hình như là những cái người trong nhóm người ta sẽ biết cái địa điểm đó là cái địa điểm nào, thì người ta thường gọi là lụ tì phón ha quý chị và các bạn. Rồi bây giờ chúng ta nhanh cùng nhau đọc lại nguyên câu. Dí cá ngọ tì hôi biến cán dẫm, tú hài lụ tì phón. Dí cá ngọ tì hôi biến cán dẫm, tú hài lụ tì phón có nghĩa là bây giờ chúng ta đi uống quán nào đây, dẫn chỗ cũ chứ hả. Rồi bây giờ ta tiếp tục tới câu số 16 ha quý anh chị và các bạn. Thí dụ như ta muốn nói, muốn lấy một người qua làm vợ ghê, tốt nhất là người Hồng Kông hoặc là người Quảng Đông, vì tôi thích con người Hồng Kông và yêu thích tiếng Quảng Đông. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thì chúng ta sẽ nói như thế này: hữu sởn thổi dách co hòa dành trù lụ phò, chui hữu trầu hầy hướng cõn dành, hoạt trẻ cõn túng dành, dánh quầy ngọ hữu chúng nhi hướng cõn dành, thùng mài hữu hỷ phún cõn túng quả. Hữu sởn thổi dách co hòa dành trù lụ phò, trôi hữu trầu hầy hướng cõn dành, hoạt trẻ cõn túng dành, dánh quầy ngọ hữu chúng nhi hướng cõn dành, thùng mài hữu hỷ phún cõn túng quả. Hữu sởn thổi dách co hòa dành trù lụ phò, trôi hữu cho hài hán cõn dành, hoạt trẻ cõn túng dành, dánh quầy ngọ hữu chúng nhi hán cõn dành, thùng mài hữu hỷ phún cõn túng quả. Có nghĩa là muốn lấy một người qua làm vợ ghê, tốt nhất là người Hồng Kông hoặc người Quảng Đông, vì tôi thích con người Hồng Kông và yêu thích tiếng Quảng Đông. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào giải thích ha quý anh chị và các bạn. Hữu sởn thổi có nghĩa là muốn lấy, dách co hòa dành một người Hoa, hòa dành chứ là người Hoa ha quý anh chị và các bạn, trù chứ là làm,
lũ phò. Lũ phò có nghĩa là vợ, chù lũ phò có nghĩa là làm vợ. Ngọ sản chỗ dách co hòa dành, chù lũ phò có nghĩa là muốn lấy một người qua làm vợ ghê. Chơi hổ chào hầy, chơi hổ chào hầy có nghĩa tốt nhất là, chơi hổ có nghĩa là tốt nhất, chào hầy có nghĩa là là. Hén cõn dành, hén cõn dành có nghĩa là người Hồng Kông. Hoặc trẻ, hoặc trẻ có nghĩa là hoặc. Cõn túng dành, cõn túng dành có nghĩa là người Quảng Đông. Cõn túng quả có nghĩa là tiếng Quảng Đông ha quý anh chị các bạn, rất là đơn giản. Dánh quầy, dánh quầy có nghĩa là vì hay là bởi vì. Ngọ là tôi. Hữu chúng di có nghĩa là rất thích. Hán cõn dành có nghĩa là người Hồng Kông. Hán cõn dành là người Hồng Kông. Thùng mài, thùng mài có nghĩa là và. Hỷ phún, hỷ phún có nghĩa là yêu thích. Hữu hỷ phún có nghĩa là rất yêu thích. Cõn túng quả, cõn túng quả có nghĩa là tiếng Quảng Đông. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Hữu sản chổi dách co hòa dành, chù lụ phò. Chơi hữu cho hài hén cõn dành, hoặc trẻ cõn túng dành. Dánh quầy ngọ hữu chúng di hén cõn dành. Thùng mài hữu hỷ phún cõn túng quả. Rồi bây giờ ta tiếp tục. Ví dụ như ta muốn hỏi bạn dự định khi nào lấy vợ hoặc lấy chồng, thì ta sẽ hỏi như thế nào? Ta sẽ hỏi như thế này. Số 17 hả quý vị và các bạn. Lị tả xuyên kỹ xì chổi lụ phò, hay là ca lụ cúng. Lị tả xuyên kỹ xì chổi lụ phò, hay là ca lụ cúng. Có nghĩa là bạn dự định khi nào lấy vợ hoặc sẽ lấy chồng. Thì chúng ta đi vào giải thích các anh chị và các bạn. Lị có nghĩa là bạn. Tả xuyên, tả xuyên có nghĩa là dự định. Khi nào, khi nào có nghĩa là kỹ xì. Kỹ xì là khi nào. Chổi, chổi có nghĩa là lấy. Chổi tôi dạo xì dấm hả quý chị và các bạn. Lụ phò, lụ phò có nghĩa là vợ. Ca, ca có nghĩa là gả. Lụ cúng, lụ cúng có nghĩa là chồng. Lấy chồng hay là gả chồng cũng giống nhau hả quý chị các bạn. Nói tới lấy vợ lấy chồng á, cái con gái của mình mới nói ý mẹ ơi sao mà không phải cưới vợ gả chồng mà sao nói lấy vợ lấy chồng. Nó hỏi như vậy đó, cái mình cũng không biết làm sao trả lời. Cái mình nói là thời buổi giờ văn minh á, mình xài từ gọn lại cho dễ là lấy vợ lấy chồng thôi, dễ nhớ, nghĩ lại cũng vui vui. Bây giờ mình cùng nhau đọc lại nguyên câu ha quý anh chị và các bạn. Lị tả xuyên kỹ xì chổi lụ phò. Lị tả xuyên kỹ xì chổi lụ phò có nghĩa là bạn dự định khi nào lấy vợ. Lị tả xuyên kỹ xì ca lụ cúng. Lị tả xuyên kỹ xì ca lụ cúng có nghĩa là bạn dự định khi nào lấy chồng. Thì ngoài cái chữ chổi lụ phò hay là ca lụ cúng, chúng ta còn có thêm từ là kiệt phánh. Kiệt phánh, kiệt phánh có nghĩa là kết hôn hả quý chị và các bạn. Hay là ngoài ra còn có cái câu này cũng hay hay nè, mình thường nghe người ta nói cái câu này hơn. Lái mài thiến chớn, lái mài thiến chớn, lái mài thiến chớn, có chớn
tôi dọn xì dấm hả quý anh chị và các bạn. Lái mài thiến chớn, câu này rất là hay. Và mình cũng nghe người ta khi mà mình đi làm đó, mình nghe người ta nói cái câu này rất là nhiều. Người ta không có nói là chừng nào bạn kết hôn, dùng cái câu là kỳ phánh. Người ta nói là kỹ sĩ lái mài thiến chớn, kỹ sĩ lái mài thiến chớn. Mình nghĩ là chắc là hay, cho nên người ta thích là xài cái câu này. Kỹ sĩ lái mài thiến chớn, kỹ sĩ kỳ phánh, kỹ sĩ ca lũ cúng, kỹ sĩ chổi lũ phò. Có nghĩa là kết hôn hay là lập gia đình ha quý anh chị và các bạn. Có nhiều cách nói ha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Lị tả xuyên kỹ sĩ chổi lũ phò. Bạn dự định khi nào lấy vợ? Lị tả xuyên kỹ sĩ ca lũ cúng. Có nghĩa là bạn dự định khi nào lấy chồng? Lị tả xuyên kỹ sĩ kiệt phánh. Lị tả xuyên kỹ sĩ kiệt phánh. Có nghĩa là bạn dự định khi nào kết hôn? Hay là lị tả xuyên kỹ sĩ lái mài thiến sớm. Lị tả xuyên kỹ sĩ lái mài thiến sớm. Điều có nghĩa là bạn dự định khi nào lập gia đình. Rồi bây giờ ta tiếp tục tới câu 18 hả quý anh chị và các bạn. Thì có người hỏi mình như vậy. Nếu như mình biết khi nào mình lập gia đình có ngày sẵn thì mình nói cho người ta biết. Còn nếu như mình chưa có dự định hết á, ví dụ như mình muốn nói cái này: tôi cũng chưa biết nữa. Hiện tại cuộc sống bề bộn khó khăn quá, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu, chắc còn lâu. Thì người Hồng Kông người ta sẽ nói như thế này nè quý anh chị và các bạn. Ngọ tú mù chí a dí cá sáng quột hổ khoanh nàn cán phủ chàm xì mì lẫm tô kiên lập cá thèn dính cói dậu phài. Ngọ tú chí a dí cá sáng quột hổ khoanh nàn cán phủ chàm xì mì lẫm tô kiên lập cá thèn dính cói dậu phài. Ngọ tố mì chí a dí cá sáng quột hổ khoanh nàn cán phủ chàm xì mì lẫm tô kiên lập cá thèn dính cói dậu phài. Ngọ tố mì chí a dí cá sáng quột hổ khoanh nàn cán phủ chàm xì mì lẫm tô kiên lập cá thèn dính cói dậu phài. Thì có nghĩa là tôi cũng chưa biết nữa, hiện tại cuộc sống bề bộn khó khăn quá, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu, chắc còn lâu lắm. Thì bây giờ ta cùng nhau giải thích hả quý anh chị và các bạn. Ngọ là tôi, tú là cũng, là chưa, chí là biết, a là nữa. Ngọ tú chí a có nghĩa là tôi cũng chưa biết nữa. Dí cá có nghĩa là hiện tại. Sáng quột có nghĩa là cuộc sống. Sáng quột có nghĩa là cuộc sống hả quý vị và các bạn. Khoanh nàn cán phủ chứ là bề bộn khó khăn, đại khái nó là như vậy. Hổ khoanh nàn cán phủ có nghĩa là bề bộn khó khăn quá. Tạm thời có nghĩa là chàm xì. Chàm xì có nghĩa là tạm thời. Mì là chưa. Lẫm tô, lẫm tô có nghĩa là nghĩ đến. Mì lẫm tô có nghĩa là chưa nghĩ đến. Kiên lập cá thèn, kiên lập có nghĩa là lập, thành lập. Cá thèn
có nghĩa là gia đình. Kiên lập cá thành có nghĩa là chuyện lập gia đình. Dính cối có nghĩa là chắc có lẽ. Dính cối có nghĩa là chắc có lẽ. Dậu phài có nghĩa là còn lâu. Dậu phài có nghĩa là còn lâu ha quý anh chị và các bạn. Dính cối dậu phài có nghĩa là chắc còn lâu. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nhé. Ngọ túm chí a dí ca sáng ngột hủ khoan nạn cán phủ chàm xì mì lắm tu kiên lập cá thành những gói dậu phải ngọ túm chí a dí ca sáng ngột hủ khoan nạn cán phủ chàm xì mì lắm tu kiên lập cá thành những gói dậu phải có nghĩa là tôi cũng chưa biết nữa. Hiện tại cuộc sống bề bộn khó khăn quá, tạm thời chưa nghĩ đến việc lập gia đình đâu, chắc còn lâu lắm. Rồi bây giờ ta tiếp tục. Thí dụ như ta muốn nói, dù sao đi nữa tôi cũng phải cảm ơn bạn rất nhiều. Từ khi biết bạn, tôi học hỏi được rất nhiều tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Trước kia cái gì tôi cũng không biết. Thì người Hồng Kông sẽ nói như thế này nè quý anh chị và các bạn. Mù lùn tiệm ngọ tú diêu tó chè lị xích chỏ lị chí hầu ngọ họt xích căng tó dính mảnh thùng cỏn túng quả chí chìn ngọ mắt tú ừ xích. Mù lùn tiệm ngọ tú diêu tó chè lị xích chỏ lị chí hầu ngọ họt xích căng tó dính mảnh thùng cỏn túng quả chí xìn ngọ mắt tú xích. Mù lùn tiệm ngọ tú diêu tó chè lị xích chỏ lị chí hầu ngọ họt xích căng tó dính mảnh thùng cỏn túng quả chí xìn mắt ngọ mắt tố mụn xích. Mù lùn tiệm ngọ tố dư tó chè lị xích chỏ lị chí hầu ngọ họt xích căng tó dính mảnh thùng cỏn túng quả chí xìn ngọ mắt tố mụn xích. Có nghĩa là dù sao đi nữa tôi cũng phải cảm ơn bạn rất nhiều. Từ khi biết bạn, tôi học hỏi được rất nhiều tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Trước kia, cái gì tôi cũng không biết. Thì bây giờ ta cùng nhau giải thích hả quý anh chị và các bạn. Mù lùn tiệm có nghĩa là dù sao đi nữa. Ngọ là tôi, tú là cũng, diêu là phải, tó chè lị là cảm ơn bạn. Nhưng mà người Việt Nam mình thì hơi dài dòng một chút. Thì nói là cảm ơn bạn rất nhiều ha quý anh chị và các bạn. Tó chè lị có nghĩa là cảm ơn bạn rất nhiều. Xích chỏ lị chí hầu, xích chỏ lị chí hầu có nghĩa là từ khi biết bạn. Xích chỏ chứ là biết, lị chứ là bạn, chí hầu, chí hầu có nghĩa là, chí hầu có nghĩa là sau á, chí hầu là sau khi á. Sau khi bây giờ mình nói vậy nè, xích chỏ lị chí hầu có nghĩa là từ khi biết bạn hay là sau khi biết bạn, cái nghĩa là như vậy ha quý chị các bạn. Ngọ là tôi, học xích là học hỏi, căng tó là rất nhiều, dính mảnh là tiếng Anh, thùng là và, cỏn túng quả là tiếng Quảng Đông. Ngọ họt xích căng tó dán mảnh thùng cỏn túng quả có nghĩa là tôi học hỏi được rất nhiều tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Chí xìn có nghĩa là trước kia. Ngọ là tôi, mắt có nghĩa là cái gì, tú là cũng, là không, xích là biết,
mắt tôm xích, là cái gì cũng không biết. Rồi bây giờ ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Mù lần tiệm ngọ tú dư tó trà lệ, xích trở lệ chí hào, ngọ học xích căng tó dân mạnh thùng cổng tú quả. Chí xìn ngọ mắt tôm xích thì có nghĩa là dù sao đi nữa tôi cũng phải cảm ơn bạn rất nhiều. Từ khi biết bạn, tôi học hỏi được rất nhiều tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Trước kia cái gì tôi cũng không biết. Cái bài chia sẻ hôm nay nó tổng cộng là tới 33 câu. Nhưng mà bây giờ đó mới có 18-19 câu là đã tới 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì bây giờ đó mình xin tạm ngưng ở đây. Rồi mình sẽ làm tiếp theo những cái câu còn lại ở chủ đề số 22 ha quý anh chị và các bạn. Thì bây giờ mời quý anh chị và các bạn cùng nghe một phần đàm thoại ngắn nhé. Hai người bạn gọi điện thoại cho nhau, người ta nói gì và sau khi gặp nhau thì người ta sẽ nói gì ha quý anh chị và các bạn. Mời quý anh chị và các bạn lắng nghe. Lấy cáo đi mày à, tôi chuẩn bị chào đồ là 大約 15 分鐘後到，你準備定就差唔多啦。得啦得啦，我依家諗住去沖涼，然後換衫，唔會令你等好耐。咁一陣間見啦。好，一陣間見，再見。哎呀，你到咗好耐？都係啱啱到啫。你都好準時喎。我不嬲都咁準時㗎啦。好，依家我哋谂住去边间饮，都系老地方。好啊，好，一齐去。và cái bài chia sẻ hôm nay đó thì mình chia sẻ với quý anh chị và các bạn bao nhiêu đó ha, rồi hy vọng là quý anh chị và các bạn thích nó ha, các bạn nhớ học thuộc nha. Tại vì biết làm sao không, mình muốn là thu hết luôn 33 câu. Nhưng mà con gái của mình nó nói là mẹ ơi hả, mẹ thu cái gì mà dài dữ vậy hả, còn dài hơn là những cái bài đọc kinh nữa. Quý khán giả nghe xong rồi ngủ luôn đó. Cho nên mình sợ quá, mình phải cắt bớt. Xong rồi mình một chút xíu nữa đó, là mình sẽ đăng luôn cái chủ đề số 22. Tại vì mình cũng có làm sẵn rồi ha quý anh chị và các bạn, là mình đưa lên luôn cho các bạn xem ha. Em Triệu Thái Long đó, kỳ này đó, đưa ra câu nào câu nấy dài, thiệt là dài luôn. Cho nên một chút nữa thì còn lại mười mấy câu mình đăng tiếp lên luôn cho quý anh chị và các bạn. Hẹn chút gặp lại ha. Choi kin, chằn cán kin, có nghĩa là chào tạm biệt và hẹn chút gặp lại.